Xin chào tất cả quý anh em nha. Mình có cái bộ ốc Dream nha anh em. Thì bộ ốc này, bộ ốc theo xe nha anh em, nó cũng thiếu cốt với lại mấy cái bát linh tinh đó anh em. Thì trong này nó có bát bô nè, bát thuyền yên nè, lò xo nè, bát gì đây, cái này là cái bát treo bình xăng con nè, ống dây bình xăng con, lò xo, bát hóa yên đẹp nha, hóa yên đẹp nha anh em, sơn cỏ luôn, yên đẹp lắm. Rồi chữ xe nè, chữ xe có nè. Chung là ống cục canh có nè, ống chỉ có nè, ốc treo đuôi số 10 có nè. Đó, nói chung thì bán cho anh em giá rẻ cho anh em về anh em chúng ta xài cho anh em nha, không có bán mắc nha. Thì cái bộ này bán cho anh em mức giá là 400.000 thôi à. Đó, bán hết nhiều đây 400 nha anh em nào lấy thì liên hệ với mình nha, bao đúng ốc zin cho anh em về là bỏ vô xe xài thôi, không có làm gì hết nha. Đó, thì anh em nào chúng ta cần thì liên hệ thôi. Nói chung là ốc này cũng còn được anh em, không xấu không đẹp, ốc cà te số 10 nha anh em, số 10 đó. Chung là ốc số 10 còn nhiều chứ không phải là không có, nhưng mà mình bán thanh lý nhanh tranh thủ thôi, tại vì nó hơi bị thiếu xíu á. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ nha.